Hello. Rất vui được gặp lại quý chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Dĩ An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngay chợ Dĩ An 1. Hôm nay em sẽ review với quý vị một căn nhà có vị trí cực đẹp ngay chợ Dĩ An 1 thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này chỉ cách chợ Dĩ An tầm khoảng 200m thôi. Phía trước đây là chợ Dĩ An 1 nhé. Từ đây di chuyển đi trung tâm hành chính Dĩ An chỉ tầm khoảng hơn 1km. Cách Linh Xuân, Thủ Đức tầm khoảng 2km. Quý vị di chuyển ra quốc lộ 1K ngay ngã ba cây lơn tầm khoảng 2km. Con đường quý vị đang nhìn thấy đây là một con đường của đường Trần Hưng Đạo nhé. Đây là con đường đắc địa nằm ngay trung tâm Dĩ An. Phía trước đây là nhà thờ Dĩ An này. Quý vị nhìn thấy phía trước đây là nhà thờ Dĩ An nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị một căn nhà 1 trệt 2 lầu, đúc 3 tấm, có 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh. Vị trí rất là đẹp nhé. Quý vị mua về đây ở rất là tiện. Mình có thể vừa gần chợ Dĩ An này, gần nhà thờ này, gần trung tâm hành chính Dĩ An này. Nhà rất là đẹp. Bây giờ em sẽ cùng quý vị vào tham quan căn nhà này nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở đường Nguyễn An Ninh và đường Trần Hưng Đạo hoặc chợ Dĩ An, em sẽ dẫn vào xem. Vị trí này cách con đường Nguyễn An Ninh chỉ tầm khoảng đâu đó vài bước chân thôi nhá. Đường Nguyễn An Ninh cách đây đúng 100m thôi. Phía trước đây là chợ Dĩ An này và ngay đường Nguyễn An Ninh. Căn nhà mình nằm trong hẻm này. Phía trước người ta buôn bán đầy đủ hết nhá. Vị trí rất là đẹp. Nhà trong đây. Nhà này cách con đường Trần Hưng Đạo chỉ 50m thôi. Quý vị mua về đây ở sinh sống, an cư lạc nghiệp rất là tốt nhé. Ở đây là căn nhà em giới thiệu với quý vị này. Diện tích căn nhà này là chiều ngang 4m, chiều dài gần 13m, tổng diện tích là 50m2. Thổ cư hết, được chủ nhà đúc 1 trệt 2 lầu, đúc kiên cố 3 tấm. Vị trí một xẹt của con đường Trần Hưng Đạo. Đường Trần Hưng Đạo đấy nhé. Vị trí em mới đứng ở đây. Nhà mình cách đường Trần Hưng Đạo này đúng 50m thôi. Vị trí rất là đẹp nhé. Cách chợ Dĩ An 200m. Nhà này có hướng đông nam, mát mẻ. Phía trước chủ nhà trồng lan này. Nhà được chủ nhà đúc kiên cố trên đây, 1 trệt 2 lầu. Rất là đẹp nhé. Bây giờ mời quý vị mình vào trong tham quan căn nhà. Quý vị xem hết video luôn nhé. Vị trí rất là đẹp. Vỉa hè đây rộng tầm 3m. Cửa chính đây được chủ nhà làm 2 lớp cửa này. Đây có 2 lớp cửa nhé. Ở ngoài là 1 lớp cửa cuốn đức. Phía trong mình có 1 lớp cửa kính cường lực. Di chuyển vào trong đây là không gian phòng khách rất là rộng. Phòng khách rất là rộng nhé. Ở đây chủ nhà kê 1 bộ bàn ghế dài ở đây. Do nhu cầu công việc, chủ nhà muốn bán để di chuyển chỗ ở, để lại căn nhà tâm huyết cho quý vị mình. Vị trí một xẹt đắc địa của con đường Trần Hưng Đạo. Phòng khách rất là rộng nha. Nhà đúc 3 tấm kiên cố. Không gian phòng khách này. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong. Nhà này có 1 phòng ngủ ở dưới nhé. Phía sau là phòng bếp nấu ăn. Ở trên là thêm 3 phòng ngủ nữa. Đây là phòng ngủ đầu tiên của căn nhà này. Phòng ngủ ở tầng trệt nha. Nhà này gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng giặt, 1 phòng thờ.
có sân thượng phía trước rất là rộng, trên cùng chủ nhà đúc bê tông cốt thép luôn. Do chủ nhà đang kinh doanh buôn bán đồ ăn nên để đồ rất là nhiều nha. Chủ nhà kinh doanh buôn bán đồ ăn, phía cuối đây có phòng vệ sinh này. Nhà ngay chợ Di An 1. Đây là căn bếp này. Bây giờ mời quý vị mình lên lầu trên để tham quan lầu trên nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá hoa cương, tay vịn gỗ căm xe rất là đẹp. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được thông báo những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem tham khảo nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai này. Phòng ngủ thứ hai rất là rộng nha, do chủ nhà không sử dụng đến, chỉ làm nơi học tập cho các cháu. Để quý vị xem hết video luôn nha. Sang phòng ngủ thứ hai, phía sau có phòng giặt, kho này. Bên này phòng ngủ thứ ba nhé. Phòng ngủ thứ ba này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn, rất là rộng. Phía sau đây chủ nhà để máy giặt phơi đồ ở đây nhé. Nhà đúc bê tông cốt thép rất là chắc chắn, ngay chợ Di An 1. Giá của căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 4 tỷ 100 triệu đồng cho căn nhà ngay chợ Di An 1 nhé. Quý vị nào có nhu cầu tìm nhà ngay chợ Di An 1 hãy liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay chợ Di An 1, em sẽ dẫn vào xem nhé. Lên tới trên đây, phía trước là sân thượng thoáng mát này. Bên đây là phòng ngủ tiếp theo nhé. Phòng ngủ này, phía sau mình đây có phòng vệ sinh ở lầu trên cùng và khoảng trống này mình có thể phơi đồ. Trên đây chủ nhà đúc bê tông cốt thép luôn nha. Nhà đúc 3 tấm kiên cố. Bây giờ mình sang sân thượng phía trước để mình tham quan toàn cảnh khu vực này. Quý vị ra đây rất là mát nhé. Từ đây mình nhìn thấy khu siêu thị Bixi này. Đây là khu siêu thị Bixi nhé. Ở đây là trung tâm hành chính Di An. Đây là 550 này. Hai chung cư đang xây đây là ngay ngã tư 550 nhé. Từ đây cách ga Di An chỉ tầm khoảng vài trăm mét thôi. Nhà ngay đường. Đây. Con đường phía trước là đường Trần Hưng Đạo nha. Trần Hưng Đạo này. Di chuyển tới nhà mình chỉ hết tầm 50 mét thôi. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với em để em dẫn đi xem nhé. Sân thượng thoáng mát. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.